Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. 6 chi tiết quan trọng cần kiểm tra khi mua xe ô tô cũ. Bộ ô tô đã qua sử dụng không đơn giản đối với khách hàng thiếu kinh nghiệm. Chuyên gia trong lĩnh vực ô tô cũ ở Anh hướng dẫn người mua đánh giá xe cũ dựa vào 6 điểm quan trọng. Những mẫu xe ô tô đã qua sử dụng sẽ giúp người mua tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn thay vì mua ô tô mới. Tuy nhiên, việc mua ô tô cũ đối với những người thiếu kinh nghiệm chẳng khác nào chơi trò may rồi. Nắm được điều này, chuyên gia trong lĩnh vực ô tô qua sử dụng có tên Dory Potter ở Anh đã mách nước người dùng 6 chi tiết dưới đây cần kiểm tra khi đi mua ô tô cũ. Kiểm tra các vết móp, va quẹt. Dory Potter cho rằng việc kiểm tra các vết móp, va quẹt trên thân xe rất quan trọng khi mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng. Các dấu vết này sẽ giúp người mua đánh giá được tình trạng đâm đụng của xe trong quá khứ. Ngoài ra, phát hiện các dấu vết móp, sức cũng sẽ giúp người mua xe cân đối được các khoản sửa chữa phát sinh trong tương lai. Một trong những vị trí quan trọng khi kiểm tra xe ô tô đã qua sử dụng là kính chắn gió trước và sau. Các vết nứt và các vết xước không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của xe mà còn gây nguy hiểm trong những tình huống tham gia giao thông. Dory còn hướng dẫn người mua xe cũng nên xem các khe hở giữa các vị trí liền nhau như nắp capo, cản trước, vị trí cửa nếu các khe hở không đồng đều. Có sự sai lệch thì chứng tỏ vị trí đó có thể đã bị thay thế, không còn nguyên bản từ nhà sản xuất. Hơn nữa, kiểm tra kỹ các gion cửa, đường chỉ cũng sẽ giúp người mua xe xác định được chiếc xe đã va chạm nặng ở bên ngoài hay chưa. Để ý nước sơn xe. Nước sơn trên ô tô rất quan trọng, không chỉ thể hiện màu sắc mà còn bảo vệ bề mặt kim loại, tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường ăn mòn. Dory Potter nói rằng, nước sơn trên các vị trí xe phải đồng đều, không được lệch màu. Việc sơn bị lệch màu chứng tỏ vị trí đó đã được tháo ra và sơn lại vì một lý do nào đó. Vị chuyên gia này cũng khuyến khích người xem xe cũng nên sử dụng đèn flash trên điện thoại để soi kỹ bề mặt sơn, tìm các vết xước lớn hoặc các dấu vết lệch màu. Nếu gặp hiện tượng bề mặt sơn bị sủi bọt, rất có thể đây là dấu hiệu của rỉ sét bên dưới lớp sơn xe, hoặc vị trí này đã được sơn lại nhưng quá trình vệ sinh trước khi sơn chưa đạt. Kiểm tra độ mòn lốp xe. Dory cho rằng, kiểm tra độ mòn lốp sẽ giúp đánh giá được quãng đường mà chiếc xe đã đi trong quá khứ. Người mua xe cũng nên kiểm tra độ sâu của gai lốp trên các bánh xe và đảm bảo rằng độ sâu gai lốp tối thiểu nằm ở mức 1,6mm. Tình trạng lốp xe khi quan sát bằng mắt thường cũng cung cấp cho người mua xe cũng cái nhìn tương đối về việc bảo quản và sử dụng xe. Những dấu hiệu như vết cắt trên bề mặt lốp, độ lão hóa của cao su cũng đánh giá được cách vận hành và bảo quản của chủ xe cũ. Việc lái thử xe cũ cũng rất quan trọng trước khi mua. Dory khuyên, hãy thương lượng để được lái thử xe trước khi mua. Điều này giúp xác định xem mức áp suất lốp có chính xác so với con số thực tế hay không và nhận biết những vấn đề bất thường liên quan đến lốp. Ngoài ra, với những chuyên gia có kinh nghiệm mua ô tô cũ, xem qua độ mòn lốp xe còn có thể phán đoán được quãng đường di chuyển của xe nằm ở mức bao nhiêu. Từ đó có thể đưa ra kết luận xe đã bị tua ô đô hay chưa. Kiểm tra hệ thống đèn xe. Hệ thống đèn xe rất quan trọng khi tham gia giao thông, nhất là khi trời tối. Đèn phanh trên xe là bộ phận quan trọng để giúp người khác biết và giảm tốc độ, tránh xảy ra va chạm. Chính vì vậy nên kiểm tra kỹ đèn phanh để xem có hoạt động bình thường hay không trước khi mua xe cũ. Dory Potter nói, có thể với nhiều người dùng, đèn sương mù là vô nghĩa và ít khi sử dụng, nhưng nếu bạn lái xe trong điều kiện đường có nhiều sương mù, lúc đấy mới thấy giá trị của đèn sương mù. Không chỉ tại Anh, ở Việt Nam cũng yêu cầu xe phải có hệ thống đèn phanh và đèn sương mù hoạt động ổn định. Nếu những hệ thống này bị hư hỏng và người lái xe không kịp thời thay thế, có thể sẽ bị phạt tới 400.000 đồng. Kiểm tra hộp số. Hộp số là bộ phận quan trọng giúp xe có thể di chuyển, chính vì vậy mà kiểm tra hộp số khi mua xe cũ cũng rất quan trọng. Dory Potter cho biết, có rất nhiều vấn đề xảy ra với hộp số như bị quá nhiệt và có mùi khét. Người mua nên kiểm tra và xả nhớt hộp số ra, sau đó thay nhớt mới. Việc này nên thực hiện ngay khi phát hiện dấu hiệu để tránh hư hỏng các chi tiết bên trong hộp số. Ngoài ra, người mua xe cũ cũng có thể nghe những tiếng kêu lạ phát ra từ hộp số. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy hộp số xe đang gặp vấn đề và nên cân nhắc việc không lựa chọn mua chiếc xe đó. Không chỉ hộp số, các bộ phận liên quan đến vận hành của xe ô tô như động cơ, khung gầm, hệ thống treo, lái đều rất quan trọng. Nên cân nhắc không mua chiếc xe qua sử dụng có những trục trặc ở các bộ phận trên. Kiểm tra nội thất. Chuyên gia xe cũ mách người mua nên kiểm tra thêm nội thất của xe để phát hiện có dấu hiệu bất thường hay không. Nếu người mua xe cũ không may người thấy mùi ẩm mốc, điều này có nghĩa là xe có thể đã bị ngập nước. Vệ sinh bảo quản ghế da nỉ không hiệu quả và hệ thống điều hòa bị ẩm mốc. Ngoài ra, các chi tiết bên trong nội thất như da, ốp nhựa, ốp kim loại, gỗ cũng cần được kiểm tra kỹ. Điều này giúp người mua đánh giá được mức độ bảo quản xe của chủ cũ. Qua đó, có thể thương lượng và mặc cả về giá bán để giảm bớt chi phí khi mua xe. Ô tô Trung Quốc bán rẻ bị chê, bán đắt chẳng ai mua. Ô tô Trung Quốc bán rẻ quá bị chê về chất lượng, còn bán ngang giá hoặc đắt hơn các thương hiệu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ thì chẳng ai mua. Rẻ quá bị chê. Thông tin từ đại lý ô tô mẫu giáo cho biết, mẫu xe MG7 2024 thuộc phân khúc sedan hạng D sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Giá bán dự kiến hơn 700 triệu đồng.
Việc Việt Nam mẫu giáo 7 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Camry, Kia K5, Mazda 6 và Honda Accord. Chiếc sedan này có hai phiên bản, sử dụng động cơ xăng tăng áp, được trang bị hệ thống buồng lái thông minh, hỗ trợ lái thông minh cao cấp, cùng hệ thống âm thanh Bose Premium 9 loa. Với giá bán dự kiến hơn 700 triệu đồng là mức giá thấp nhất phân khúc. Mẫu giáo là thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp ô tô Thượng Hải, Trung Quốc SAIC. Hãng xe này vào Việt Nam từ năm 2020, đến nay xe mẫu giáo đã phủ khắp các phân khúc như SUV hạng B, hạng C, sedan hạng B, hạng C, sắp tới là sedan hạng D. Giá bán các mẫu xe mẫu giáo thường thấp nhất phân khúc, thậm chí thấp hơn cả những xe ở phân khúc dưới. Chẳng hạn mẫu New mẫu giáo 5 thuộc phân khúc sedan hạng C nhưng có giá bán từ 399 đến 499 triệu đồng, chỉ tương đương với một chiếc xe thuộc phân khúc hạng A. Hay mẫu giáo học sinh hiện có giá bán từ 629 đến 679 triệu đồng, tương đương với giá các mẫu SUV hạng B như Hyundai Creta, Kia Seltos. Tuy có giá rẻ nhất phân khúc, thậm chí hạ mình từ phân khúc xe hạng C xuống cạnh tranh với hạng A, hạng B nhưng doanh số bán không cao. Với vẻ ngoài hào nhoáng, trang bị khá nhiều công nghệ, trong khi giá lại rẻ, càng khiến người tiêu dùng Việt Nam e ngại. Người tiêu dùng Việt Nam thường nói, của rẻ là của ôi, với ô tô Trung Quốc có giá rẻ, đồng nghĩa với chất lượng không tốt, nhanh xuống cấp. Không những thế, nhưng mẫu xe này ra mắt chưa lâu đã vội vàng giảm giá, càng rẻ càng ế ẩm. Nhiều người tiêu dùng Việt Nam cho biết, họ sẵn sàng mua xe đã qua sử dụng thương hiệu Nhật Bản hay Hàn Quốc yên tâm hơn mua xe mới giá rẻ của Trung Quốc. Đắt quá chẳng ai mua. Ngược lại thời gian gần đây có một số thương hiệu xe Trung Quốc vào Việt Nam định giá bán rất cao, cao nhất phân khúc, cao hơn cả xe Nhật Bản, Hàn Quốc. Điển hình là thương hiệu Linh và Co, đây là thương hiệu thuộc tập đoàn Autogili. Linh và Co gia nhập thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe gầm cao, bao gồm 1, 5 và 9, trong đó Linh và Co 1 thuộc SUV hạng C. Giá 999 triệu đồng, Linh và Co 5 thuộc dòng SUV, Coupe hạng C có giá bán 1,6 tỷ đồng và Linh và Co 9 thuộc phân khúc SUV hạng D, có giá bán 2,2 tỷ đồng. Linh và Co 1 được xếp cùng nhóm với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Kia Sportage nhưng có giá bán cao hơn các mẫu xe này. Còn Linh và Co 9 trung mâm với Ford Explorer, Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramon. Mẫu xe này có giá bán thấp hơn Ford Explorer và Volkswagen Teramon nhưng lại cao hơn hẳn so với Hyundai Palisade chỉ từ 1,469 tỷ đồng. Đặt câu hỏi với một số khách hàng có sẵn sàng chi tiền tỷ để mua ô tô Trung Quốc không, đều nhận được cái lắc đầu, thậm chí là nói thẳng, không muốn làm chuột bạch. Cho dù những mẫu ô tô Trung Quốc này có thiết kế ngoại hình đẹp, nội thất nịnh người dùng bằng loạt công nghệ hiện đại và sử dụng động cơ thân thiện môi trường, nhưng thương hiệu Trung Quốc có giá bán đắt đỏ càng khó thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam. Trong khi với số tiền 1 tỷ đồng, hoàn toàn có thể lựa chọn mua một chiếc xe SUV hạng C của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Với số tiền 2,2 tỷ đồng có thể mua được cả xe sang như BMW Group, Audi những thương hiệu xe sang đẳng cấp thế giới. Bán rẻ bị chê, còn bán ngang giá hoặc đắt hơn các thương hiệu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ thì người tiêu dùng không lựa chọn xe Trung Quốc. Đã có thương hiệu xe Trung Quốc ban đầu vào Việt Nam định giá bán cao nhưng sau đó phải vội vàng đại hạ giá. Haval H6 HEV thuộc phân khúc SUV hạng C ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 8 năm 2023 với giá bán niêm yết 1,096 tỷ đồng. Định giá cao bán không nổi, đã liên tục giảm hiện chỉ còn 850 triệu đồng, nhưng như vậy lại càng làm người tiêu dùng mất niềm tin. Đến nay, tất cả các thương hiệu ô tô Trung Quốc không công bố doanh số bán hàng hàng tháng, hàng năm, trong khi các hãng xe của Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ vẫn công bố đều đặn. Hỏi những doanh nghiệp và đại lý bán xe Trung Quốc không bao giờ được cung cấp con số bán hàng cụ thể. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.